Cuối năm là khoảng thời gian mà chúng ta bắt đầu có những kế hoạch để du lịch đi xa. Và thật là không dễ dàng gì khi bây giờ chúng ta tìm trên thị trường một loại vali thật là uy tín, chất lượng, phù hợp với túi tiền, đồng thời cũng phù hợp với tất cả độ tuổi cũng như là thành viên trong gia đình chúng ta. Và đây chính là chiếc vali kéo nhựa mà Hà muốn giới thiệu với Linh ngày hôm nay. Wow, xinh xắn quá. Rất là xinh đúng không? Và với chất liệu rất là chắc chắn thì chúng ta có thể đựng hành lý trong này mà không phải lo lắng là hành lý sẽ bị sức ép lớn. Ví dụ như khi mà chúng ta gửi hành lý thì chúng ta sẽ sợ là hành lý của chúng ta bị đè, bị chèn ép. Nhưng mà với chiếc vali kéo nhựa chúng ta không phải lo lắng nữa, bởi vì là nó rất là chắc chắn và cũng thấm nước này. Và ví dụ như mà có chịu nhiều tác động bên ngoài thì cũng không vấn đề gì cả, không phải lo lắng. Nhưng mà nó hơi nhỏ sao? Thì cả Linh đi xa, Linh còn hay mang theo vài đôi giày, vài cái túi. Linh không phải lo lắng về chuyện này, bởi vì kích cỡ của vali kéo nhựa như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn. Chúng ta có rất là nhiều kích cỡ để lựa chọn. Vali này là vali xách tay, cho nên là kích cỡ của nó hơi bé xinh xinh một tí. Thế nhưng mà chúng ta còn có những loại kích cỡ vali khác. Ví dụ như nếu như mà Linh có phải đựng mỹ phẩm hay là giày dép này, thì chúng ta có thể lựa chọn kích cỡ là size, ở đây là size 20, là size vali xách tay, thì có thể đạt được trọng lượng tối đa là khoảng tầm 7-10 cân. Thế nhưng mà chúng ta có thể lựa chọn size là size 24 hoặc là size 28, đây là size vali cỡ đại. 28 rất là to mà. Thì chúng ta có thể phù hợp với những chuyến đi mà khoảng tầm 6 ngày đến 1 tuần. Thôi Hà, nhưng mà sao cái khóa này nó lại không bỏ ra được nhỉ? Nó rất là khó này. Đây là một điểm rất là đặc biệt của chiếc vali này. Đấy chính là khóa này làm theo tiêu chuẩn của TSA. Đây là tiêu chuẩn của Mỹ. Và Linh chỉ cần làm như thế này thì nó sẽ tự động bật ra. Và khi mà mình đóng vào thì mình sẽ làm như thế này. Rất là an toàn trong những chuyến đi. Chiếc khóa kéo rất là mượt mà làm sao nhỉ? Và với cái chất liệu là cũng là hợp kim nhôm như thế này thì chúng ta cũng không phải lo lắng nó bị rỉ sét gì cả. Ngoài ra thì Linh có biết không, khi mà đến với thương hiệu Top Value thì chúng ta có thể lựa chọn thêm nữa rất là nhiều những cái phụ kiện du lịch. Ví dụ như là những cái để che mắt khi mà chúng ta đi máy bay này, hoặc là những cái túi nhỏ nhỏ như thế này, hoặc là ở bên này thì chúng ta sẽ có những cái ba lô du lịch bé. Những cái túi nhỏ rất là phù hợp với những tổng mini chiếc ra. Đúng rồi, chính xác. Đây, màu sắc rất là tươi sáng, em thấy không? Chiếc túi du lịch này còn rất là nhẹ. Và không thấm nước. Rồi, không thấm nước mà mình mang đi nhiều cũng được rồi, rất là tuyệt vời. Sau khi dạo một vòng rồi thì Linh thấy như thế nào? Là Linh rất là thích cái thương hiệu Top Value này luôn. Nhưng mà Linh thắc mắc là nhiều khi Linh bận chuẩn bị du lịch Linh không có thời gian để đến tận trung tâm để mua đâu hả? Ra thì có rất là nhiều người băn khoăn như thế, bởi vì chúng ta có rất là ít thời gian trong thời gian mà chúng ta phải chuẩn bị để đi du lịch xa. Thế nhưng mà không sao cả, chúng ta chỉ cần nhấc điện thoại lên và gọi đến số hotline là 1900 9097, hoặc truy cập vào trang website đó là www.eonesop.com để có thể đặt hàng. Và sau đấy thì Eon sẽ giao hàng đến tận nhà của Linh luôn. Và giao hàng toàn quốc phải không ạ? Chính xác như thế. Vậy thì chúng ta hãy cùng đến Eon để chuẩn bị cho chuyến du lịch xa của chúng ta thôi nào.